Xin chào quý khách hàng. Hôm nay mình quay có dịp giao cho một người khách để mua về để đi làm công trình quảng cáo ngoài trời đó. Anh này là bên cái công ty Hattat Cà Phê. Ảnh là chuyên trị làm những công trình quảng cáo ngoài trời với làm quán cà phê mà răng chai chuyển nhượng quyền sở hữu á. Ảnh chuyên trị mua này để đi lắp mấy trang trí mấy quán cà phê. Đó, ảnh là nhất định anh phải đòi cái dòng máy mà truyền thống cách đây cỡ năm 2003. Thời đó là công nghệ này đầu tiên, inverter mà loại này nó làm tốt lắm, nó học của Nhật. Trung Quốc nó học của Nhật. Nó thì đây là cái dòng máy mà thời năm 2003 mà tất cả các hãng như là Nhật Bản rồi là Đức rồi đang vẫn xài cái dòng máy này. Sau này thị trường nó bắt đầu nó chuyển qua nó làm cái rút gọn lại để cho nó giá thành nó rẻ, nó làm mấy con máy mà cái miếng giải nhiệt bằng nhôm này nè, nó chỉ còn có một miếng mỏng thôi. Và tất cả cái bo mạch đó nó không còn làm chia ra như thế này nữa. Hồi xưa là nó chia rất rõ ra. Đây là bo nguồn rời ra. Còn đây bo này là cái bo chỉnh lưu để đưa ra dòng hàng chỉnh lưu. Chỉnh lưu để ra DC. Và đây là cái bo để khuếch đại lên. Đó, đây là tức là máy nó chia ra rất là rõ rệt ba cái bo. Bo để nguồn, bo này bo chỉnh lưu để nắng điện ra là DC. Bo này bo khiển, đây là bốn. Máy này là máy rất là mạnh, rất là khỏe. Tức là nếu mà nói về máy hàng nó là thuộc dạng rất là bền. Nếu mình xài đũa 3 ly 2 là phải nói là nó là vô địch đó. Tối ngày sáng đêm không bao giờ mà lo lắng về chuyện hư hỏng. Cho nên đặc biệt đến từ thương hiệu Sanjo thì cái dòng máy này hôm nay cũng rảnh để chuẩn bị giao cho công ty đó, Hattat Cà Phê đó. Là anh này ảnh đặc biệt ảnh thích dòng máy này. Ảnh tìm đến thị trường hiện giờ kể cả một số thương hiệu rất là nổi tiếng. Bây giờ họ không còn làm máy kiểu này nữa. Họ gom lại ba cái bo này. Bo này bo công suất nè, nó chứa hai con bên này, hai con bên này là bốn con IGBT. Rồi cái bo nguồn dưới này. Mọi thứ à, nó làm rất là sắc nét. Cái chân tụ nè. Chân tụ nè, nó cũng phải xịt keo để bảo vệ nè, chống rắc lắc rung. Một số hãng nó làm ẩu tả lắm, rung lắc ghê lắm. Ha. À, biến thế nè, mọi thứ nè. Chân của IGBT cũng phải bảo vệ chặt chẽ nè. À, chống oxy hóa nè, đầu trên ngay mối hàng tiếp xúc cũng xịt keo vô để bảo vệ chống oxy hóa nè. Chân này cũng chống oxy hóa nè, chống tiếp xúc nè. Cái lốc giải nhiệt này là nguyên một khối nè, rất là dày. Nó dày khủng khiếp lắm nè, nhìn sơ nè. Nó dày là còn 8-10 ly á, chỗ này. Nó dày chỗ này 10 ly nè, để nó làm mát cực kỳ tốt. Ở đây là 6 con diode. Bên này 3 con ha. Bên này cũng 3 con để chỉnh lưu. Ở đây là hai cái cọc đồng dày cui, ốc liên kết bằng ốc M6 rất là chặt chẽ ha. Biến thế này cũng vậy, chống oxy hóa xịt keo toàn bộ 100% dây đồng. Hiện giờ trên thị trường nó làm toàn bộ bằng dây nhôm, cho nên giá thành thì nó rẻ nhưng mà cái độ bền của nó không có, xài 6 tháng là cháy biến thế hết. Tụ cũng vậy, tụ là nó xài tụ điểu, không có đủ 470 microfarad đâu. Đó. Nhìn sơ tổng thể cái máy này không thể chơi được. Đặc biệt là hãng Sanjo này á, nó làm cái cọc lớn. Ha. Cọc của nó là cọc 3550. Hai bên, bên này là dấu cộng để gắn kìm hàng, bên này là dấu trừ để gắn kẹp mát. Đây là màn hình hiển thị. Màn hình của nó là màn hình chìm vô trong. Có một số màn hình nó nổi bên ngoài á thì nó sẽ rất là dễ bị cái da chạm ra đây nè, thì nên nó chìm về nó dễ hiển thị. Đây là hiển thị được dòng ra để một số người chỉ cần chỉnh đây thì nó sẽ thấy được cái dòng cần thiết. Ví dụ hàng 2 ly 6 thì chỉnh đây chỉ cần 60A là nó hàng được. 3 ly 2 thì chỉnh lên cả 90. Còn đây là đèn báo nguồn vào, còn đèn này là đèn báo lỗi. Rất là hiếm khi cái máy này nó báo lỗi đèn chỗ này lắm. Khi nào hàng quá tải à, có một số anh khách và ráng đem nó ra hàng đủ 4 ly á, hàng cỡ chừng 50 que thì bắt đầu nó báo đèn lên thôi, rồi cho nó nghỉ mệt chút là nó hàng trở lại, chứ không phải là nó báo lỗi lên là nó nổ IGBT.
Thì cho nên là hôm nay cũng rảnh để chuẩn bị giao cho anh khách này thì tôi mới mở ra. Tôi sẵn dịp tôi gửi giới thiệu review tổng thể cho mọi người nhìn, cho quý khách nhìn ha. Thực ra sự chọn lựa của ngành máy hàng bây giờ nó rất là phức tạp. Cho nên là hy vọng rằng là mình thay đổi về cái quan điểm, về cái tư duy của nó. Không, nhiều khi cứ thích rẻ mà đâm ra là thật ra là người giàu đó. Người giàu mới đi mua đồ rẻ. Tại vì giàu lắm mới mua xài 6 tháng, 5 đem đi dục. Ví dụ mua đồ rẻ thị trường con máy, họ cũng in vậy nè, 200 ampere hoặc 250 ampere. Mà máy mà là một bo đó. Ha. Thì xài chỉ 1 năm mà là dục. Mà làm 5 năm thì phải mua là 5 cái máy đi, cứ cho cái máy thị trường giờ nó bán 900 ngàn triệu cái đi. 5 năm phải tốn 5 triệu. Trong khi đó mua cái máy này giá là chỉ là không quá 2 triệu ha. Mà có thể tôi dám khẳng định với quý khách hàng là nó có thể xài 10 năm chưa hư. Đó là sự thật. Nếu mà trải nghiệm đi sẽ biết. Nếu mà nói vậy có nghe lẽ nó nghe phi lý, nhưng mà ví dụ trong 10 năm đó nó có một số linh kiện là phải thay. Ví dụ như hai cái đầu kết nối cộng trừ này. Hai đầu kết nối cộng trừ này nếu mà một số người kết nối không chặt á, gắn kìm hàng kẹp mát không chặt á thì nó sẽ bị cháy, là cái này là cũng phải thay ha. Cái này cũng phải thay. Hai cái này thay không quá 100 ngàn. Không quá 100 ngàn, hai cục này chừng 50 ngàn thôi. Rồi trong 10 năm sử dụng có thể cái quạt này nó bị giật này giật kia chọt vô nó gãy, nó đứt hoặc là nó bị hư cái quạt, lâu ngày nó bị hư. Thì cái quạt này thay cái quạt này, hoặc là trong 10 năm đó sẽ thay cái công tắc này. Nhưng mà hiện giờ công tắc này là một công tắc chống nước, rất là an toàn, chống bụi, chống ba vớ sắt bay vô. Cho nên nó là một cái dạng cũng là giúp cho cái máy nó có tuổi thọ rất là cao. Đây là những cái ưu điểm mà thật ra có nhiều người bán hàng trên mạng họ không dám cho coi ruột. Nhưng mà hôm nay là mình quyết định cho coi ruột để tất cả quý khách cảm thấy rất là an lòng, an tâm về nó. Đó, đây là một cái sản phẩm rất là đẳng cấp ha. Nó không thể mà bán hàng thì còn lâu dài chứ không phải bán một ngày một bữa. Cho nên cái việc mà mình sẵn sàng quay cái dòng máy này để giới thiệu đến quý khách là không phải là một chuyện, đây là cũng rất là gan lì. Bởi vì giá mình bán nó không có rẻ. Có những cái bây giờ nếu mà nói rồi sao mà bán mắc quá thì thật ra đây là cái sự liều mạng à. Liều mạng của tôi thôi, tôi quay để mọi người có một cái tư liệu để sau này cần. Chứ không phải là quay để quảng cáo, quảng bá về cái sản phẩm gì mà nói của mình tốt hơn ai. Nhưng mà thực sự nếu mà ai tin tưởng trải nghiệm thì những cái lời mình nói ngày hôm nay điều đó sẽ được chứng minh. Thực ra một cái máy nó không đủ để bán cái uy tín hay là một cái nền tảng của công ty Vĩnh Phong chúng tôi. Cho nên là hy vọng rằng với một cái clip ngắn này thì cũng gửi đến lời cảm ơn tất cả các khách hàng. Mong mọi người ủng hộ và tin tưởng ở cái sản phẩm này. Trước khi kết thúc cái video clip này thì tôi quay sơ tổng thể một lần nữa ha. Đây là những cái sản phẩm mà đáng để kỷ niệm. Thực ra trong đời làm máy hàng của tôi từ năm 2002 tới hôm nay thì cái dòng máy này vẫn là một cái dòng máy cực kỳ yêu thích của tôi. Thời đó năm 2003-2002 tôi nhập những cái dòng máy này đầu tiên về. Giá thời điểm đó nhập giá vốn không là 100, cỡ 135 đô la đó. Nếu mà cũng là giá 135 đô la thì tới hiện nay nó giá nó tầm khoảng 3 triệu mấy à. Nếu mà bán để có lợi nhuận á thì 3 triệu mấy. Mà bây giờ quý khách mua thì tôi cam đoan nó không quá 2 triệu ha, cho một cái sản phẩm rất là chất lượng. Máy được bảo hành là 2 năm. Do những cái linh kiện bên ngoài này không bảo hành được nha quý khách. Nhưng mà bên trong này toàn bộ cái gì mà dính tới bên trong này là bảo hành hết. Tất cả dính tới bên trong này bảo hành hết. Không có một ý kiến ý còi hết. Xin cảm ơn tất cả quý khách hàng đã quan tâm theo dõi tới cái video clip này. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo. Xin cảm ơn.